20% nhánh. 20% nhánh. Thì mình cắt cái số 20% nhánh này phải không? Thì cái lượng trái người ta nghĩ rằng là năm trong một năm nó mất. Sự thật nó cũng đi như nhau thôi, nó cũng nằm có khoảng là thí dụ như 10 tấn thì cái một năm thí dụ mình lấy 40 tấn đi. Thì thí dụ như mình cắt nhánh như vậy thì mình cũng mất chứ lắm 2 tấn, nằm 38 tấn. Dạ. Cái cây bưởi qua năm nó sẽ phát triển hơn là có khoảng 4. Đúng, em thấy rõ ràng mà, năm rồi với năm nay là khác biệt nè. Mấy cây của anh giờ nó sung trở lại xanh nữa, thấy không? Nhưng mà trái em nghĩ số lượng trái có thể nó ít, nhưng mà ngược lại cái chất lượng trái và cái trọng lượng trái á nó không ít. Đúng không? Nè. Anh thấy nè, anh thấy là tổng thể là cái vườn của anh là năm nay nó đạt hơn năm rồi đó. Cái này là mới bẻ rồi lứa rồi là biết nhiêu hết là mười mấy tấn rồi đó. Mười mấy tấn à hả? Mới bẻ mười mấy tấn rồi đó. Ừ. Mới bẻ giả vườn hôm tháng tháng rồi tháng tháng nay rồi. Dạ. Cái anh ba mà anh qua anh bầu hồ lô nó tài ơi trái quá trời trái, ta sợ cái số của hồ lô này nó không lớn nổi, bởi vì nó treo dằn khè cứng ngắc cho từ lúc bán mà cho đến là nó bẻ luôn 3 tháng. Lúc bán là có gia lương lai gai rồi mà tới tới ngày bẻ luôn 3 tháng trời mà nó không gớm bao nhiêu bẩn, bẻ chưa có giáp vườn, cũng như là mua treo tới cuối vườn quốc ca 1 luôn. Vậy đó hả? Anh ba anh sợ anh nói tao bầu kiểu này không biết nó lớn không, tao nói anh yên tâm đi, bự tôi không thiếu khoan. Đó này lớn bự rồi đó. Đúng rồi, đang lớn phà luôn thấy không? Cuốn đang son rồi thấy không? Đó. Mà cái lá này nói chung nó giữ tới Tết luôn, bình thường. Thoải mái. Đó, thấy đẹp không? Nè, còn mấy trái kia nè. Nè. Đó. Không, vậy là quá chuẩn chứ anh nuôi cái này kỹ thuật là đẹp. Trong cái bữa này theo mình nói nghe thí dụ như một Tết, một tháng nữa tới Tết là hiện bây giờ là chữ nó đầy đó. Con số trái là chữ đầy. Chữ đầy. Nè, ông giảng thử coi. Nè. Số trái giờ chừng... nè thấy không nó cứ ngắt rồi nè đó nó cũng như thấy chưa khừ luôn đó. Đó nè lên luôn nè. Nè thấy không nè đó, bởi vì không ấy đâu, không có anh ba anh sợ chứ không, anh ba Thành anh sợ chứ không ấy đâu, là cái lượng lớn của nó nè. Còn dữ hơn năm rồi nữa đã trái chắc lội. Ừ, còn đây nè coi bữa giờ xanh coi anh nuôi nè, thợ này khéo quá đi thợ ơi, coi nè. Cái này cỡ ăn ký 8 đó. Ừ, nó chín lên cỡ khoảng 2 kg. Ừ. Nói coi nè. Không thợ này quá rồi, tay nghề cứng cựa. Ừ, đẹp. Nói chung năm nay được cái lượng Tết nó ít hơn năm rồi. Mà trái nó đều hơn. Ừ. Cái bữa này nè. Ừ. Anh cầm em bẻ đi thử coi một vỏ bự hết nó không? Đó mà mình có cắt cái đó, mình cắt cái kìa. Hai nhánh hai nhánh bên kia nó vừa ngã hư là anh quất nó liền. Dạ. Nè, quất nguyên một nhánh bự đó. Ừ, đó, đây nè. Ừ. Đây là một bằng chứng nè. Đó. Đó thấy không? Nguyên một đó, nhánh bự luôn nửa cây nè. Ừ. Còn lại nửa cây nè, bây giờ em thấy có thua một cây không? Nó phải từ bằng nguyên một cây. Dạ, đây là thua. Đây nè. Đó là bằng chứng này rồi, cái nhánh bên kia nó kìa nó hư cái là mình cũng cắt quất nguyên một cái nhánh bự luôn nè, nhưng mà vẫn đủ trái. Lúc đó cái chớp nó còn trái đó, rồi à. Nó còn ăn được, nếu mình cắt thì nó quá uổng đi. Bây giờ thì ví dụ cái mình cắt chấm cái nhánh này rồi là cây bự này sẽ phát triển rồi. Dạ. Năm thiển thiến ăn đây nè, bỏ. Đó, 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 đúng rồi đó. Đó thấy chưa? Ừ. Đó, dân kỹ thuật giỏi là phải vậy đó. Chừng nào mà cái gốc nó hư nữa thì cái thằng này nó tắng lên nữa rồi. Trời, cây đang sung vậy mà đấy, có cái thằng cái thừa nữa đó hả? Cái thừa nữa rồi đó. Đậu trái rồi nè. Ừ, ở cái trà này nhiều lắm nè, trên vườn mình đó. Đúng rồi. Trà này nè. Bỏ phải rồi, trái cây này để trái rồi, hư luôn à. Như cây này anh còn chưa muốn để. Không, an tâm rồi, cái bưởi hồ lô này lên đều trái lắm anh à. Anh ba anh lo chứ cái gì mà nè. Nè, thấy không, lên luôn rồi nè. Không sao, thợ này quá giỏi.